Dưỡng Mô, hôm nay đệ thay mặt các sư huynh đệ kính huynh một chung. Cảm ơn huynh và cũng chúc mừng huynh hôm nay chiến thắng dễ dàng. Phải đó, bây giờ chúng ta bước ra đường cái, đầu cũng có thể ngẩng cao hơn. Hai người đừng nịnh bợ tôi nữa. Nè, mọi người cạn ly. Cạn ly. Mọi người ăn đi. Ăn cơm. Xin bảo. Cả trước. Còn quá ta. Hiểu tin, tâm sự thuốc uống với con một ly. Thúc thấy mấy lâu con cứ sống bê tha, lo cho con gánh không nổi chức trưởng môn này. Nhưng mà bây giờ thúc cảm thấy thúc lo cũng dư thừa. Cuối cùng đại cũng chịu tin vào nhận xét của huynh rồi sao? Có hai vị sư thúc giám sát con nhất định sẽ cố gắng. Đại sư huynh à, huynh uống sai rồi. Phải, uống sai rồi. Huynh đi rửa mặt cái đã. Ma cự, cuối cùng bây giờ Hiểu Tinh cũng đến người dành tiếng vang cho môn phái, lại được mọi người ủng hộ, thật sự xứng danh vô cùng, có được ganh tị với nó. Con ganh tị. Nè, vô uống với Hiểu Tinh một ly đi. Đi. Làm sư thúc à, thúc nói con ganh tị cũng được, sao cũng được. Nếu không tại vì sư thúc cho con thi đấu đánh thua nó được làm chức trưởng môn này sao? Còn nói cái gì? Một hôm trước ngày con và Hiểu Tinh thi đấu, vị sư thúc tới tìm con. Sư thúc nói nếu con về làm chức trưởng môn, người ngoài sẽ nói con quên mất ân tình của sư phụ. Sư thúc cho con nhận chức trưởng môn cho Hiểu Tinh làm, nếu nó làm không tốt thì giao lại cho con làm. Tâm sư thúc vào trước Hiểu Tinh 3 lần 4 lượt làm cho môn phái rối tung cả lên. Lúc con nhắc lại chuyện này với nó đã tìm cách gạt con. Có chuyện đó thật sao? Thực tế gì sư thúc đã gạt con? Nhị sư thúc, tam sư thúc, hai người tìm con có chuyện à? Thúc nghĩ về chuyện này phải hỏi nhị sư thúc của con. Nếu nhị sư huynh không muốn nói thì hãy để cho đệ nói. Hiểu tin, con nghĩ có thực sự đánh bại Ma Cường để trở thành trưởng môn phái Tương Long sao? Thật ra là nhị sư thúc của con kêu Ma Cường cố tình thua con, nhưng chức trưởng môn cho con làm. Nhị sư thúc. Phải, đúng là có chuyện đó. Thúc không thể làm như vậy. Từ đầu chúng ta đã nói rõ, dùng thực lực để giành chức trưởng môn, sao thúc lại? Người làm việc lớn không câu nệ chuyện nhỏ. Thúc làm vậy cũng vì phái Thương Long mà thôi. Đó không phải là chuyện nhỏ. Nếu không phải thi đấu công bằng, thúc kêu trưởng môn này làm sao phục chúng đây? Hôm nay còn đánh thắng Du Mã, đã chứng minh được chức trưởng môn của con xứng đáng phải làm rồi mà. Huynh không thể nói như vậy được. Hiểu Tinh có thể thắng Du Mã, không có nghĩa là cũng có thể thắng Ma Cường. Tam sư đệ, có phải đệ muốn làm cho môn phái nội loạn không? Đệ cũng phải muốn gây nội loạn, đệ chỉ muốn giúp Ma Cường giành lại công bằng thôi. Đại sư huynh, đệ xin lỗi, đệ thực sự không biết chuyện này. Anh không phải muốn gây rối, cũng không phải muốn tranh giành cái gì hết. Chẳng qua là chức chủ môn phái Tương Long này không thể dựa vào lừa gạt được. Hiểu Tin, cho vị sư thúc của con nên chức chủ môn là của con, hoàn toàn không danh chính ngôn thuận. Thúc muốn con và Ma Cường thi đấu công bằng lại lần nữa. Không được, chúng ta không thể bất thình lình lại tranh chức chủ môn nữa. Người ngoài sẽ nghĩ sao, đệ tử môn hạ sẽ nghĩ sao đây? Con và sư huynh sẽ đấu một trận. Hiểu Tin, vì sư thúc, con không muốn làm trưởng môn như vậy đâu. Vì sự công bằng, vì phá Thương Long, con và đại sư huynh phải đấu lại một lần nữa. Thúc hy vọng không làm phiền mọi người trong môn phái. Em cũng không muốn làm lớn chuyện này. Em muốn phái Thương Long chúng ta có một chữ môn hữu danh kỳ thực. Nhưng nếu Hiểu Tin thua thì... Nếu em thua, em nhất định giao lại chức chữ môn này. Lần này anh sẽ không nương tay nữa đâu. Hai! Hai!
Đại sư huynh, bây giờ thắng bại đã phân, để hiểu tình giữ chức trưởng môn này có lẽ không còn ai tranh cãi gì nữa rồi. Bây giờ đã thua thì phải chấp nhận thua. Không phải con không chấp nhận thua, mà là chiêu đó đánh thắng con chưa bao giờ sư phụ dạy cho con. Thực tế không phải là Thương Long Quyền. Chiêu mà con nói thật sự thúc cũng chưa thấy. Không lẽ phái Thương Long có chiêu thức bí mật chỉ truyền cho những con? Tức là từ đầu sư phụ đã truyền tuyệt chiêu cho Hiểu Tinh. Thực tế sư phụ muốn Hiểu Tinh kế thừa chức trưởng môn. Nếu từ đầu sư phụ đã nghĩ như vậy thì tại sao còn nói với mọi người là ai hơn thì làm chứ? Dù sao Hiểu Tinh cũng là con ruột của đại sư. Mà cường, sư thể bây giờ chúng ta đều phải chấp nhận Hiểu Tinh làm trưởng môn. Lần này con đánh thắng Ma Cường, con sẽ danh chính ngôn thuận làm trưởng môn phái Thương Long, không ai có thể nghi ngờ nữa. Nhưng mà con lo đại sư huynh sẽ không vui. Hay, làm việc phải bao quát toàn cuộc, không nên nhún nhường quá mức. Và lại, thật sự Ma Cường đánh không lại con, thắng là thắng, thua là thua, nó cần phải chấp nhận sự thật này. À, Hiểu Tinh à, có một chuyện con cần phải thành thật trả lời thúc. Là chuyện gì? Chiêu con dùng để đánh bại Ma Cường không phải là võ công của phái Thường Long, thúc còn nói sai chứ? Đúng vậy. Lúc con ở Thượng Hải, thỉnh thoảng cũng có so tài với một người bạn học người Nhật biết chút võ công. Chiêu đó con đã học từ người Nhật này, rồi dung hòa vào chiêu thức của bổn môn, biến hóa thành chiêu. Bạn học người Nhật à? Thật ra võ thuật của người Nhật Bản cũng có nhiều cái hay lắm. Đúng vậy, võ công của mỗi môn phái đều có sở trường riêng. Nhưng cha của con tuyệt đối không thích con trộn lẫn chiêu thức của đám người Đông Dương vào Thương Long Quyền. Huống hồ con là trưởng môn, càng không nên công khai sử dụng chiêu thức của các môn phái khác. Thương Long Quyền khí thế hào hùng, tính bao quát rất lớn. Chỉ cần con có thể áp dụng, con cho rằng môn phái nào cũng không thành vấn đề. Con có suy nghĩ của con cũng tốt. Thúc cũng hy vọng con có thể đưa Thương Long Quyền lên cao trào mới. Sư thúc, thật ra hôm đó thúc tiến cử con làm trưởng môn thì càng phải tin tưởng ở con. Cũng giống như lần này, chuyện của Ma Cường, con cảm thấy thúc lo xa quá rồi. Có thể là vậy, nhưng mà con đừng tự mãn. Cho dù con đánh bại Du Mã và Ma Cường cũng không nói lên được điều gì. Cũng như câu thiên hạ thiếu gì người tài giỏi, con đừng vì như vậy mà dậm chân tại chỗ đó nghe. Thúc yên tâm đi, con đã không còn như trước nữa. Gánh vác danh tiếng của phái Thương Long, thực tế con không được thua. Từ nay thúc chỉ có thể thấy một đoạn Hiểu Tinh chỉ biết thắng thôi.